CRM là khu vực quản lý các khách hàng, quản lý quan hệ khách hàng, quản lý thông tin các khách hàng, các chiến dịch liên quan đến khách hàng đó, kèm các công việc mình chăm sóc khách hàng. Đây là giao diện trong khu vực CRM ạ. Tại màn hình chính dashboard của hệ thống sẽ có các dữ liệu bao gồm lịch công việc, chi tiết công việc, danh sách khách hàng và lịch sử thao tác ạ. Và phần danh sách khách hàng này hệ thống sẽ chỉ hiển thị ra các khách hàng do bản thân tài khoản mình tạo ra. Đối với tài khoản quản trị viên thì sẽ có thể nhìn thấy tất cả các khách hàng, còn tài khoản của nhân viên sẽ chỉ nhìn thấy các tài khoản mà do nhân viên đó tạo ra thôi ạ. Lịch sử hoạt động cũng tương tự, đối với tài khoản của quản trị viên sẽ hiển thị ra lịch sử hoạt động của tất cả các nhân viên, còn nếu đối với tài khoản của nhân viên thì sẽ chỉ có thể nhìn thấy lịch sử hoạt động của mình thôi ạ. Trong phần lịch, đối với những ngày có công việc thì hệ thống sẽ hiển thị số 1, 2, 3 tương ứng với số lượng công việc. Để xem chi tiết công việc, anh chị nhấn vào ngày đó, hệ thống sẽ hiển thị ra chi tiết của công việc kèm người thực hiện công việc. Để thêm mới một liên hệ, anh chị nhấn vào nút Create Contact. Sau đó nhập thông tin liên hệ bao gồm tên liên hệ, email của liên hệ đó, địa chỉ của liên hệ, tình trạng của liên hệ là khách hàng mới, khách hàng cần phải chăm sóc khẩn cấp hay là khách hàng đang được active ạ. Và loại liên hệ. Hiện tại hệ thống có chia ra làm 4 loại liên hệ, đó là khách hàng VIP, khách hàng tiềm năng hay là potential khách hàng hay là khách hàng đầu mối hay còn gọi là lead. Sau đó nhấn lưu lại. Sau khi một liên hệ mới được tạo ra thì hệ thống sẽ đưa dẫn anh chị vào phần chi tiết của liên hệ đó. Trong phần này thì anh chị cũng có hoàn toàn có thể thay đổi các thông tin mà mình đã nhập. Phần tiếp theo trong một liên hệ đó là phần follow up. Hệ thống sẽ hiển thị ra các công việc liên quan đến khách hàng đó. Để thêm mới các công việc, anh chị nhập vào phần admin, chính là tên người thực hiện công việc ạ. Loại công việc, ngày thực hiện công việc, mô tả công việc, và nhấn cập nhật. Sau khi đã nhấn cập nhật thì hệ thống sẽ hiển thị thông tin các công việc ở phía dưới kèm ngày thực hiện, loại công việc, admin, mô tả công việc ạ. Phần tiếp theo trong một khách hàng đó là phần ghi chú. Ở đây sẽ hiển thị ra các ghi chú liên quan đến khách hàng đó. Anh chị có thể nhập các ghi chú để sau này quản trị viên hoặc là những người tiếp nhận có thể biết được là phong cách làm việc của khách hàng, tính cách của khách hàng, vân vân. Để thêm mới một ghi chú thì anh chị nhập nội dung ghi chú, sau đó nhấn nút thêm mới ghi chú ạ. Trong phần email, hệ thống sẽ giúp anh chị có thể gửi email chăm sóc tới khách hàng. Để gửi một email thì trước tiên anh chị cần phải chọn email from là email gửi đi. Trong phần email gửi đi này thì anh chị có thể lựa chọn theo hai email. Thứ nhất đó là email đã được cấu hình trên hệ thống ạ. Và thứ hai đó là email đang truy cập của anh chị. Và email đến chính là email của tài khoản này ạ. Và mẫu email, mình đã có mẫu email sẵn chưa? Nếu chưa có thì anh chị nhấn năn, còn nếu là có rồi thì anh chị có thể lựa chọn các mẫu email đã có sẵn ạ. Sau đó mình nhập nội dung tiêu đề email, nhập nội dung chi tiết của email, đính kèm file nếu có và nhấn nút send email. Sau khi nhấn nút send email thì hệ thống sẽ hiển thị ra danh sách phía dưới thông tin các email mà mình đã gửi cho khách hàng. Phần booking, hệ thống sẽ liệt kê ra các booking đã tạo với khách hàng này. Để thêm mới một booking, anh chị nhấn vào nút thêm mới ạ. Trong trường hợp khách hàng này chưa được chuyển vào tệp khách hàng của phần mềm thì hệ thống sẽ có thông báo tạo khách hàng mới. Anh chị nhấn nút OK. Sau đó hệ thống sẽ được tự động chuyển sang khách hàng mới ạ. Anh chị nhớ nhấn nút lưu và đóng lại nhé. Sau khi mình đã chuyển khách hàng ở trong CRM về tệp khách hàng của phần mềm, anh chị quay lại và nhấn nút thêm mới ạ. Sau đó chúng ta sẽ lựa chọn quốc tịch của khách hàng, lựa chọn thông tin cần, lựa chọn loại tour, thao tác chọn tên tour, vân vân. Các thao tác này sẽ giống tương tự như thao tác mình đã booking ạ. Và
Và khi một booking được tạo ra đối với khách hàng này thì dữ liệu sẽ được tự động chuyển về mục booking của phần mềm ạ. Đồng thời cũng sẽ được lưu ở trong phần CRM thông tin của khách hàng đó. Tab báo giá tương tự như tab booking, hệ thống cũng sẽ quản lý các báo giá tạo dựng với khách hàng này để thêm mới một báo giá anh chị nhấn vào nút thêm mới ạ. Tab công việc quản lý ra các công việc liên quan đến khách hàng để thêm mới một công việc anh chị nhấn nút thêm mới. Sau đó nhập tên công việc, thời gian dự kiến, người thực hiện công việc và nhập nội dung chi tiết công việc, nhấn lưu lại để hoàn tất thao tác. Sau khi nhấn lưu lại thì người nhận việc sẽ được thông báo qua email. Mục file sẽ giúp anh chị quản lý các file mà mình đã gửi hoặc mình muốn gửi hoặc mình hợp đồng liên quan đến khách hàng. Để nhập file, anh chị nhấn chọn tệp, sau đó nhập chọn file và nhập mô tả. Nhấn nút thêm để lưu lại. Hệ thống sẽ hiển thị ra danh sách các file ở phía dưới ạ. Phần cuối cùng đó là phần SMS. Đây là khu vực tích hợp gửi email cho từng khách hàng và khu vực này thì sẽ là khu vực cấu hình riêng trong trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu muốn gửi tin nhắn từ khách hàng thì sẽ liên hệ với bộ phận hỗ trợ để có thể tích hợp email, để có thể tích hợp tin nhắn ạ. Các nhóm VIP Potential Clients List chính là các nhóm phân loại khách hàng. Các nhóm này thì anh chị hoàn toàn có thể quản lý thêm bớt theo nhóm phân loại của doanh nghiệp mình. Để quản lý các nhóm khách hàng, anh chị nhấn vào phần Setting ạ. Sau đó nhấn vào Contact Type. Tại đây thì anh chị có thể thêm, sửa hoặc xóa các nhóm khách hàng. Để sửa một nhóm, anh chị nhấn vào nút chuột phải vào nhóm đó và nhấn nút sửa. Để xóa một nhóm, anh chị nhấn chuột phải vào nhóm muốn xóa và nhấn nút xóa. Và để thêm mới một nhóm, anh chị nhấn vào nút thêm mới ở góc trên bên phải màn hình. Phần lịch giúp anh chị quản lý được lịch công việc của tài khoản của mình đang thao tác. Những ngày nào có công việc thì hệ thống sẽ hiển thị ra số lượng tương ứng với số công việc. Xem chi tiết một công việc, anh chị nhấn vào công ngày đó và có thể xem được công việc chi tiết ạ. Phần chiến dịch sẽ quản lý các chiến dịch mà doanh nghiệp mình đang xây dựng nhằm tiếp cận khách hàng dễ hơn. Để thêm mới một chiến dịch, anh chị nhấn vào nút thêm mới ạ. Sau đó nhập tên chiến dịch, nhập người chịu trách nhiệm quản lý chiến dịch, ngày bắt đầu của chiến dịch, ngày kết thúc chiến dịch ạ. Và nhập phương pháp tiếp cận. Hiện tại hệ thống sẽ hiển thị ra tự động 4 phương pháp. Nếu trong trường hợp các phương pháp này không phù hợp thì anh chị có thể nhấn nút màu đỏ để xóa bớt phương pháp đi ạ. Nếu muốn nhấn thêm mới một phương pháp, anh chị nhấn vào mục thêm bước, nhập phương pháp ạ. Sau đó nhấn Enter, hệ thống sẽ tự động cập nhật bước tiếp theo vào danh sách ạ. Trong chiến dịch này, chúng ta cần lựa chọn khách hàng mục tiêu. Để lọc ra các khách hàng mục tiêu thì anh chị cần nhập vào các trường. Ví dụ như mình muốn chọn khách hàng mục tiêu là những khách hàng thuộc nhóm VIP, anh chị tích vào loại liên hệ, sau đó lựa chọn là VIP ạ. Sau đó nhấn nút hiển thị các liên hệ phù hợp. Trong trường hợp anh chị muốn lựa chọn khách hàng thuộc nhóm Potential thì anh chị nhấn Potential và nhấn vào hiển thị các liên hệ phù hợp ạ. Hệ thống sẽ hiển thị ra danh sách các liên hệ phía dưới. Muốn lựa chọn liên hệ nào, anh chị tích vào liên hệ đó và nhấn nút lưu lại ạ. Sau khi đã hoàn tất thao tác, anh chị nhấn nút thêm chiến dịch. Khi một chiến dịch mới được hoàn thành, hệ thống sẽ hiển thị trong danh sách kèm số lượng liên hệ tiếp cận. Để quản lý các bước kèm số lượng khách hàng, anh chị nhấn vào nút vào trong trường hành động và nhấn nút xem ạ. Tại đây thì hệ thống sẽ hiển thị ra danh sách các khách hàng được tiếp nhận. Sau đó, ví dụ như từ bước số 1 mình tiếp cận bao nhiêu khách hàng, đến bước số 2 có những khách hàng nào được tiếp cận tiếp thì anh chị nhấn vào khách hàng đó và kéo sang bước số 2 ạ. Và từ bước số 2 sang bước số 3, những sách mình có thể tiếp cận được với những khách hàng nào thì anh chị thao tác tương tự ạ. Kéo từ bước số 2 sang bước số 3. Thao tác tương tự với các bước tiếp theo ạ. Trong trường hợp cần phải gửi email cho các khách hàng nằm trong chiến dịch, anh chị chọn vào phần tiện ích và nhấn vào phần Mass Mail ạ. Sau đó nhấn nút thêm mới, lựa chọn nhóm khách hàng là chiến dịch, nhập tiêu đề, nhập mô tả và lựa chọn chiến dịch ạ. Và trong phần chiến dịch này thì hệ thống sẽ hiển thị ra các chiến dịch của tài khoản này tạo ra thôi. Và nhập nội dung email, lựa chọn ngày gửi, giờ gửi. Trường time delay sẽ chính là thời gian mà giãn cách giữa các email trong nhóm email của chiến dịch. Khi hoàn tất các thao tác rồi, anh chị nhấn nút thêm ạ. Sau khi nhấn nút thêm, hệ thống sẽ lưu email chiến dịch, đồng thời sẽ gửi email trong thời gian đã cài đặt. Một số tác vụ liên quan đến phần CRM bao gồm thứ nhất đó là thống kê ạ.
Trong phần thống kê này thì anh chị có thể kiểm soát được loại các khách hàng, số lượng loại khách hàng trong một nhóm, trạng thái của khách hàng, những khách hàng đã gắn cho những nhân viên nào, những khách hàng mới trong theo từng tháng trong năm, vân vân. Tiếp theo đó là phần thông báo ạ. Phần thông báo này sẽ giúp cho anh chị có thể thông báo cho các thành viên, và phần thông báo sẽ chỉ hiển thị trong CRM đấy ạ. Để thêm mới một thông báo, anh chị nhấn nút thêm mới, lựa chọn mức độ quan trọng của thông báo, lựa chọn loại thông báo, lựa chọn admin tiếp nhận thông báo. Anh chị có thể chọn nhiều admin nhé. Để lựa chọn nhiều admin thì anh chị nhấn vào một admin, sau đó nhấn giữ nút Control và chọn thêm các admin khác. Nhập nội dung của thông báo và tích nút xác nhận nếu cần phải có xác nhận từ người nhận thông báo. Nếu không cần xác nhận thì anh chị không tích nút này. Và khi mình tích nút xác nhận thì hệ thống sẽ có một trường thông báo nữa, đó là nếu mà thành viên đã nhấn xác nhận rồi thì có hiển thị thông báo nữa không. Nếu không hiển thị nữa, anh chị tích vào ô đó. Và nếu hiển thị thì anh chị không tích. Và lựa chọn ngày bắt đầu cho đến ngày kết thúc. Ngày bắt đầu chính là ngày bắt đầu hiển thị thông báo, và ngày kết thúc là ngày thông báo không được hiển thị nữa. Sau khi đã hoàn tất thao tác, anh chị nhấn nút tạo thông báo ạ. Phần tiếp theo trong tiện ích đó là phần lưu trữ ạ. Phần lưu trữ này hệ thống sẽ hiển thị liệt kê ra các lưu trữ, các tên khách hàng mà mình chuyển vào khu vực lưu trữ, chính là thùng rác đó ạ. Trong phần setting có một số dữ liệu cần quản lý, bao gồm thứ nhất đó là tổng quan. Tại phần tổng quan này thì anh chị có thể quản lý được các trường thông tin khi mà mình tạo dựng mới một khách hàng. Tại phần tổng quan này thì anh chị có thể quản lý được các công việc liên quan đến follow up mà mình tạo mới khi liên hệ với khách hàng ạ. Để thêm mới một follow up thì anh chị nhấn vào nút thêm mới, nhập nội dung, mô tả và nhấn nút thêm để hoàn tất ạ. Trường field sẽ giúp anh chị quản lý ra các nhóm trường thông tin khi thêm mới một khách hàng. Để thêm mới một nhóm, anh chị nhấn vào phần nhóm và sau đó nhấn thêm mới một trường ạ. Và nhấn nút thêm. Sau đó quay sang phần danh sách để thêm thông tin cho trường đó. Phần mailbox giúp anh chị có thể tạo ra các email form trong hệ thống, ngoài email đã được cấu hình trong phần mềm. Trước tiên anh chị cần nhập tên của email, nhập mô tả, nhập email form chỉ là email nào, nhập tài khoản của email đó, nhập server chính là cái IP của server ạ. Ví dụ như email Google thì anh chị có thể nhập smtp.google.com, mật khẩu của email đó và nhập cổng của email ạ. Sau đó nhấn nút thêm. Trường tình trạng sẽ giúp anh chị quản lý được tình trạng của khách hàng. Hiện tại trong hệ thống có chia ra làm 5 tình trạng. Và anh chị trong tình trạng này thì anh chị có thể thêm sửa, xóa các tình trạng. Import hoặc là export, anh chị có thể tải file danh sách khách hàng về máy hoặc là tải ngược danh sách khách hàng về. Tải nhấn lựa chọn phương thức tải về. Sau đó tải file về máy hoặc là tải lên thì anh chị nhấn vào nút chọn tể và tải file lên ạ. Vậy là em vừa hướng dẫn thao tác trong phần CRM rồi. Cảm ơn anh chị đã theo dõi ạ.